anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu đến làng Bethania, nơi Lazaro đã giết được người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa cho người ăn. Martha hầu bàn, còn Lazaro cũng là một trong những kẻ đồng bàn với người. Bây giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và sức giữa chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau, hương thơm tỏa đầy nhà. Một môn đệ là Judas Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đồng mà cho người nghèo khó? Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó. Vậy Chúa Giêsu nói: hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày tháng xác ta, vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn ta, các ngươi sẽ không gặp ta mãi đâu. Có đám đông người Do Thái biết người đang ở đó nên luôn đến, không những vì Chúa Giêsu mà còn để thấy Lazaro, kẻ đã chết được người cho sống lại. Thế là các thượng tế quyết định giết luôn cả Lazaro, vì tại ông mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Chúa Giêsu. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, Chúa đến để rao giảng về nước trời, và trong 8 mỗi phút có thể coi như là hiến pháp của nước trời, thì mỗi phút đầu tiên là phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Mà ngày đầu tiên trong tuần Bát Nhật, chúng ta nghe thấy kể về Judas Iscariot đã trở nên một người phản bội vì mấy đồng tiền. Và thực sự mà nói, tiền không có tội, nhưng mà tham tiền mới có tội. Và không phải là tội với Thiên Chúa, mà còn là tội với con người. Và thực sự tội đó đã làm hư hoại nhiều quốc gia, nhiều gia đình và nhiều con người. Khi chưa có tiền thì có nghị lực, có cố gắng. Ta nghĩ là những ngày ta sống trong nghèo đói, lúc đó thấy đời đã đẹp hơn, người ta gặp nhau vui tươi hơn. Còn bây giờ khi tiền không thiếu thì người ta gặp nhau xa lạ hơn, và cái đồng tiền nó làm cho người ta trở nên xa lạ với nhau. Lòng tham nó là như vậy. Có một câu chuyện cổ về một người lượm được một viên ngọc quý thời nhà Tống bên Trung Hoa. Người đó không dám giữ, cho nên đem biếu cho một ông quan tên là Tử Hãn. Ông quan nhất định không nhận, thì người kia mới nói: ngọc này tôi đã cho thử, và những người thợ cao tay nói rằng nó là ngọc quý, ngọc thật, xin quan nhận cho. Và ông quan mới trả lời: đối với anh viên ngọc là quý, còn đối với tôi cái lòng không tham là quý. Nếu bây giờ tôi nhận cái viên ngọc của anh thì anh mất vật quý, tôi cũng mất vật quý, chi bằng là anh cứ cầm viên ngọc đó thì anh vẫn còn cái quý của anh, tôi vẫn còn báu vật của tôi. Thì cái người kia mới trả lời: xin quan nhận dùng cho, bởi vì tôi có cái viên ngọc này thì tôi lo lắm, không biết có được là an toàn cho mạng sống của mình hay là không. Lúc đó Tử Hãn
mới sai một người thợ đến để mài giũa viên ngọc, xong rồi bán và lấy tiền, rồi đưa cho cái người đó và cho cả xe để cho cả lính để đưa anh ta về nhà. Câu chuyện thật là thâm thúy, và ta cũng thấy được tại sao mà Chúa dạy phải sống tinh thần nghèo khó. Ở chỗ rằng khi sống tinh thần nghèo khó là chúng ta sống tròn cái niềm tin vào Thiên Chúa. Còn ngược lại, cái người có lòng tham thì lại thờ, người ta gọi là thờ tiền đó. Mà đúng là thờ tiền, nghe thì có vẻ lạ, nhưng mà thờ tiền không phải là đặt đồng tiền lên bàn thờ rồi cúi mà lạy nó. Không phải, thờ tiền là làm mọi sự để mà được đồng tiền, làm mọi sự để cho có tiền. Hay nói cách khác, đồng tiền điều khiển cuộc sống người đó, thì người đó gọi là thờ tiền. Còn câu sướng chúc công chúng ta đọc, kính chào vua chúng con, chỉ có nhà vua là người thương hại đến những lỗi lầm của chúng con. Và khi chúng ta gọi Chúa là vua của mình, là Chúa của mình, ta nói là ta thờ Chúa, thì ta hãy để cho cuộc sống của mình nó được điều hành, nó được quản lý, nó được bảo vệ, được che chở ở nơi Chúa mà thôi. Còn ngược lại, khi ta thờ tiền thì cái đầu tiên là ta làm mọi sự để phục sự cho đồng tiền, phục vụ cho đồng tiền. Và tiền bảo ăn gian thì ăn gian, tiền bảo cướp thì cướp, rồi tiền bảo cái gì ta làm cái đó, thì đó là thờ tiền. Và thờ tiền cũng là cây vào đồng tiền, để rồi người ta nói là có tiền đó thì và quan cũng nghe. Một người biết cậy vào Chúa thì đã cậy vào Chúa thì không còn cậy vào đồng tiền. Và ngay từ thời xưa Chúa đã cho thấy rõ cái cám dỗ lớn ở trong cuộc sống của chúng ta, không phải là danh vọng, không phải là xác thịt, không phải là một điều gì khác ngoài cái lòng tham. Chúa đã nói rõ ràng, một là chọn Chúa hay là chọn tiền, để nói lên cái sự nguy hại của đồng tiền. Nó đúng hơn, đó là nguy hại của lòng tham. Và một trong những dấu hiệu của cái người có lòng tham, đó là cái người không biết đủ. Tôi có 1 tỷ, tôi thấy cần phải làm thêm 1 tỷ nữa. Tôi có 2 tỷ vẫn còn thiếu. Còn trái lại, một người biết đủ thì bao nhiêu cũng được hết rồi, và chỉ cần những cái, chỉ mua những cái thật cần, chỉ dùng những cái thật cần. Và người xưa có nói quân tử là cái người tri túc, tức là biết đủ. Tri túc, tiền túc, đãi túc, hà người túc, biết đủ là đủ. Còn đời cho đến chừng nào đủ thì biết đến bao giờ. Và ông Chánh Thuyết cũng có kể chuyện cho tôi nghe, ông làm nghề thợ may đó, là cái kỳ mà có nhiều tiền, kỳ mà được tiêu đó, thì người ta may đồ nhiều lắm. Và cứ mỗi một đám cưới, hôm nay mặc bộ này, đến năm sau phải mặc bộ khác. Và phải nói được là những đồng tiền đó là những đồng tiền uổng phí đi. Và đôi khi đồng tiền mà nó dư ra mà ta không biết dùng thì chính nó lại lên án cho ta. Trong cái dụ ngôn Chúa kể về người giàu có ăn uống xa xỉ, và có người nghèo khó ở ngay trước mặt mình mà chết vì đói. Và lúc đó cái người giàu đó bị phạt ở trong hỏa ngục, hỏi có tội gì. Thưa rằng chẳng có tội gì xúc phạm đến ai cả, chỉ có một tội là để cho người ta đói mà mình không giúp. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã luôn luôn lo liệu cho chúng ta mọi sự. Xin cho chúng ta đặt trọn niềm tin vào Chúa và thờ Chúa, chứ không có thờ tiền. Trong mọi chuyện ta tìm cái điều Chúa muốn mà thực hiện, và khi đó ta sẽ được Chúa lo liệu hết mọi sự. Amen.